Cậu bé Phật bị kết án tù 10 năm vì xâm hại nữ tù. Sinh ra ở đất nước Nepal xinh đẹp huyền bí, nơi cũng là quê hương của Đức Phật, cậu bé Ram Bahadur Bomjan từng được cả thế giới biết đến khi rời nhà đi tu. Trải qua nhiều tháng liền ngồi thiền bất động, không ăn không uống, thậm chí hàng ngàn người dân khắp nơi đã tìm đến để diện kiến và chiêm bái cậu. Họ xem cậu như Đức Phật tái sinh và gọi cậu là cậu bé Phật. Thế nhưng không ngờ 20 năm sau, nhiều người đã phải ngỡ ngàng khi nghe tin cậu bé Phật bị cảnh sát bắt giữ và kết án 10 năm tù vì tội xâm hại tình dục trẻ em cùng nhiều cáo buộc ít ai ngờ khác. Thiền định 8 tháng không ăn không uống. Bomjan sinh ngày 9 tháng 4 năm 1990, theo gia đình và những người xung quanh. Lúc nhỏ, Bomjan thường cư xử khác biệt so với những đứa trẻ cùng trang lứa. Cậu thường quan sát người khác hành lễ và cùng cầu nguyện. Bomjan sinh ra với bản tính thiện lương, chưa ai thấy cậu đánh nhau hay giết hại một con vật. Khi bắt đầu lên năm, Bomjan chỉ ăn thức ăn thừa và cậu sẽ nhịn đói nếu không tìm được thức ăn bỏ đi. Bomjan cũng khuyên gia đình mình không nên giết hại súc vật hay uống rượu. Một ngày tháng 5 năm 2005, cậu bé bất ngờ bỏ đi khi mọi người đang ngủ. Gia đình cậu sau đó đã đi tìm rất nhiều và họ thấy Bomjan đang ngồi thiền dưới một cây đa. Bomjan bảo mọi người hãy trở về và đừng lo lắng. Cậu hái 6 cái lá đa đưa cho mẹ và dặn bà: "Hãy mang về nhà và cất kỹ. Nếu đánh mất chúng, mẹ sẽ không thể tìm thấy con. Nếu mẹ còn chúng, con sẽ luôn bên mẹ mãi mãi." Vài tháng sau một lần thiền định, Bomjan mở mắt bảo người Anh gọi mình là Phật sáng suốt. Tuy nhiên, sau khi tỉnh lại ngày 8 tháng 11 năm 2005, cậu bé lại đứng dậy và nói với những người xung quanh: "Đừng gọi mình là Phật." Tại thời điểm đó, Bomjan nói rằng mình không có sức mạnh của Phật, mà chỉ ở mức độ của một người thầy. Điều này cho thấy Bomjan tin rằng mình đã đạt được một số thành quả. Cậu nói rằng mình cần thêm 6 năm thiền định nữa trước khi có thể thật sự trở thành một vị Phật. Kể từ đó, khách du lịch từ khắp Nepal và quốc tế lũ lượt kéo tới thị trấn quê hương Bomjan mỗi ngày. Nhiều người cho rằng Bomjan có thể là một Bồ Tát và đang trên con đường đạt tới sự khai sáng toàn bộ của một Đức Phật. Trong khi một số ý kiến khác thì cho rằng Bomjan cũng có thể là hiện thân của Phật Di Lặc, một vị Phật tương lai sẽ xuất hiện theo lời tiên tri của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Những người tôn sùng Bomjan kể lại rằng cậu đã sống nhiều tháng liền mà không cần chút nước nào và có thể thiền định cả khi mùa đông giá rét. Rất nhiều du khách đã đến để được diện kiến Bomjan. Họ quyên góp tiền để phục vụ việc đảm bảo an ninh cho Bomjan thiền định. Có thời điểm, người ta còn bán cả vé vào cổng. Nhiều loại sách tranh ảnh và băng cassette cũng được bày bán. Kể từ đây, họ bắt đầu xem Bomjan như một vị Phật mới. Ẩn tu và tái xuất. Bomjan đột nhiên mất tích vào ngày 11 tháng 3 năm 2006. Vì không có bất kỳ thông tin nào để lại, nên một số người tin rằng Bomjan đã bị bắt đi. Các tín đồ của Bomjan thì cho rằng có thể cậu đã đi sâu hơn vào trong rừng và tìm một nơi yên tĩnh hơn để thiền định. Sau thời gian dài không có kết quả, cảnh sát sau đó đã hủy bỏ việc tìm kiếm Bomjan. Đến cuối năm 2006, một lần nữa những người dân tại quận Bara lại phát hiện ra Bomjan khi cậu đang ngồi thiền. Và lại có thêm một làn sóng người mới đổ xô tới để chiêm ngưỡng và cầu nguyện. Kể từ khi được đối xử như Phật sống, mỗi ngày có khoảng hàng trăm người dân hiếu kỳ và cả những Phật tử tìm đến để được nhìn tận mắt vị tiểu Phật. Một số người thể hiện sự tôn kính bằng cách chắp tay cúi đầu hay ít nhất là bày tỏ thái độ thành khẩn. Một số người cũng tìm đến chỉ vì tính hiếu kỳ, và cũng có người cho rằng Bomjan chỉ giống như các vị tu sĩ khổ hạnh với sức chịu đựng bền bỉ, chứ không phải là một vị Phật tái sinh. Đến tháng 8 năm 2007, Bomjan bắt đầu diễn thuyết trước một đám đông lớn trong rừng Hokhoriya tại quận Para phía nam Nepal. Một ủy ban có tên gọi là Namo Buddha Tapopen chịu trách nhiệm chăm sóc Bomjan đã đứng ra tổ chức sự kiện này.
một thông báo về bài giảng đạo đầu tiên của cậu bé Phật đã được phát trên sóng FM địa phương. Khoảng 3.000 người đã tập trung để nghe Bomchen thuyết giảng. Tại thời điểm này, Bomchen mới chỉ có 17 tuổi. Sau lần giảng bài đầu tiên đó, Bomchen và những người ủng hộ cậu đã thiết lập một mạng lưới đạo tràng khắp Nepal để hồng dương giáo lý của cậu. Bị truy nã và kết án 10 năm tù. Ngày 10 tháng 1 năm 2024, gần 20 năm sau kể từ ngày bắt đầu thiền định dưới gốc cây, Bomchen, người thường được tôn thờ như Phật sống, đã bị bắt giữ khi đang trên đường bỏ trốn. Lệnh bắt giữ đối với Bomchen đã được ban hành vào năm 2020. Và người đàn ông 34 tuổi này đã bị buộc tội lạm dụng tình dục một bé gái vị thành niên. Bé gái này là người từng sống như một nữ tu tại đạo tràng của Bomchen. Cảnh sát cho biết họ đã theo dõi Bomchen và tiến hành bắt giữ anh ta khi anh đang cố gắng chạy trốn. Thông tin từ phía cảnh sát cho biết họ tịch thu hơn 10 điện thoại di động, 5 máy tính xách tay và máy tính bảng cùng 30 triệu rupee Nepal, khoảng 225.000 USD và nhiều ngoại tệ khác trị giá 22.500 USD. Cảnh sát đã bắt giữ Bomchen ở Kathmandu theo lệnh truy nã vì cáo buộc cưỡng hiếp. Trên thực tế, những cáo buộc về lạm dụng và các hành vi sai trái chống lại Bomchen đã kéo dài hơn một thập kỷ trước đó. Hàng chục đơn khiếu nại về việc hành hung đã được đệ trình chống lại Bomchen vào năm 2010. Tại thời điểm này, Bomchen mới 24 tuổi. Anh khai rằng mình đã đánh đập các nạn nhân vì bị họ làm phiền khi thiền định. Dân làng cho biết họ đang tìm kiếm trái cây và rau dại trong rừng thì bị Bomchen hành hung. Bomchen thừa nhận đã tát họ 2 hoặc 3 lần. Bomchen nói với báo giới rằng: "Họ ý chỉ những người dân làm phiền tôi khi tôi đang thiền và cố gắng đối xử thô bạo với tôi. Vì thế tôi buộc phải đánh họ." Những người dân thì nói với báo giới rằng họ đã bị hành hung nghiêm trọng hơn lời Bomchen kể. Anh ta đã dùng cán rìu đánh họ liên tục trong 3 giờ đồng hồ. Sự việc đẩy lên cao trào vào năm 2018, khi một nữ tu 18 tuổi đứng ra tố cáo Bomchen hãm hiếp cô tại đạo tràng của anh ta ở quận Para. Và cảnh sát đã tiến hành mở thêm một cuộc điều tra khác vào năm 2019, sau khi các thành viên trong gia đình báo cáo 4 tín đồ của Bomchen bị mất. Thời điểm đó, Cục Điều tra Trung ương Nepal cho biết họ không thể xem đó là vụ giết người vì chưa biết rõ tình trạng hiện tại của những người mất tích. Mới đây ngày 1 tháng 7, nhân viên tòa án ở miền nam Nepal cho biết Bomchen đã bị tuyên 10 năm tù và nộp phạt 500 rupee Nepal, tương đương 95 triệu Việt Nam đồng, với tội danh lạm dụng tình dục trẻ em. Bomchen có thể từng là một cậu bé rất đặc biệt với trái tim nhân hậu, và cũng có thể đã hiểu biết được nhiều hơn so với những gì một người bình thường có thể biết. Nhưng những gì xảy ra với Bomchen khi trưởng thành là một điều đáng tiếc. Và trong tình huống này, rất có thể chính sự sùng bái của dư luận đã làm hại cậu ấy. Những lời tán dương, tôn sùng là một loại khảo nghiệm đối với người tu luyện. Bomchen từng phát tâm dành thêm 6 năm thiền định để thành tựu như một vị Phật. Tuy nhiên chỉ 2 năm sau đó, cậu đã bắt đầu các hoạt động giảng pháp, xây dựng đạo tràng. Giả sử những điều Bomchen nói là đúng, thì cậu đơn giản là một người đang trong quá trình tu luyện. Và sự tán dương, chiêm bái từ mọi người đối với cậu quả là một cám dỗ ghê gớm. Khi không giữ vững tâm tính, rất có thể khởi tâm danh lợi và dần dần dẫn khởi những ma tính khác. 500 người mù đi tìm Phật. Có một câu chuyện về những người mù đi cầu đạo. Họ thề rằng sẽ không bao giờ quay về nhà khi chưa diện kiến Đức Phật. Đó là 500 người mù ở thành phố Cổ Tỳ Xá Ly của Ấn Độ. Vì không thấy đường nên họ đều phải đi ăn xin. Những người mù vui mừng khôn xiết khi nghe tin Thái tử Tất Đạt Đa đã thành Phật. Họ tràn đầy niềm hy vọng. Họ tin rằng Đức Phật có quyền năng chữa khỏi mọi bệnh tật, khó khăn và buồn phiền cho con người. Và họ thực sự mong muốn đi theo ánh sáng Phật Pháp để rèn dưỡng trí huệ và nhân cách đạo đức. 500 người quyết tâm tìm cách diện kiến Đức Phật.
người trưởng nhóm đề nghị rằng họ nên chủ động đến đảnh lễ Đức Phật hơn là việc chờ đợi Ngài đến gặp họ. Vì không thể nhìn thấy, họ đã thuê một người chỉ đường để đi cùng trong chuyến hành trình của mình. Tay trong tay, những người mù nối đuôi theo người chỉ đường, họ tạo thành một hàng dài. Dù trên đường có nhiều gian truân, nhưng với trái tim thành kính, càng bước đi, tinh thần của họ càng phấn chấn và đôi chân họ càng như nhẹ nhàng bay bổng. Đoàn người đến một đầm lầy và họ cần phải băng qua trước khi vào vương quốc Ma Già Đà, nơi Đức Phật cư ngụ. Nhìn thấy mối nguy hiểm phía trước, người dẫn đường sợ hãi. Hắn đã lấy tiền của những người mù và bỏ trốn. Những người mù không hay biết và họ đã đợi chờ trong vô vọng. Họ được những người nông dân thương xót và giúp dẫn đường đến ngôi chùa ở thành Xá Vệ. Họ nghe rằng Đức Phật đang ở đó. Tuy nhiên, khi những người mù đến nơi, Đức Phật đã về lại Ma Già Đà. Sau đó cả nhóm lại bắt đầu hành trình đến Ma Già Đà. Họ đã vượt qua rất nhiều chông gai và khó nhọc. Nhưng khi đến nơi, Đức Phật lại đã trở về thành Xá Vệ. Gần như kiệt sức, những người mù vẫn quyết tâm diện kiến Đức Phật. Họ đã vòng lại và quay về thành Xá Vệ. Trụ trì của chùa Xá Vệ một lần nữa nói với họ rằng Đức Phật đã trở về nước Ma Già Đà. Những người mù thề rằng họ sẽ không bao giờ quay về nhà mà không diện kiến Đức Phật. Cuối cùng họ đã đi vòng qua vòng lại như thế đến 7 lần. Cuối cùng khi họ trở lại ngôi chùa ở thành Xá Vệ lần thứ 7, Đức Phật đã đợi họ ở đó. Đức Phật đã giúp 500 người mù có thể nhìn thấy. Họ cảm tạ ân đức từ bi vô lượng của Đức Phật và trở thành những đệ tử tinh tấn của Ngài. Sau này họ chứng đắc đến quả vị A-la-hán. Đi tìm chánh pháp thời mạt thế. Chúng ta của ngày hôm nay, cũng như 500 người mù trong câu chuyện cổ phía trên, đều mang con tim cầu đạo và luôn tìm kiếm sự soi sáng chỉ đường. Nhưng những hình thức cũ đã không còn phù hợp, chưa kể những hình thức đó thậm chí còn khiến chúng ta sai đường. Trong rất nhiều lời truyền giảng, Đức Phật Thích Ca từng để lại những lời tiên tri về thời mạt kiếp khiến người ta lo lắng. Và Ngài cũng nhắc về sự đản sinh của một vị Phật tương lai vào thời điểm 2.500 năm sau khi Ngài tạ thế, và lời chỉ dẫn này đang ứng với thời đại ngày nay. Đức Phật giảng rằng, sau 500 năm, chánh pháp của ta, thiền định, tam muội được kiên cố vững chắc. Kế 500 năm, đọc tụng, nghe nhiều được kiên cố vững chắc. Kế 500 năm, ở trong pháp ta xây nhiều tháp tự được kiên cố vững chắc. Kế 500 năm, ở trong pháp ta tranh giành tranh luận, ca tụng, pháp rõ ràng đã ẩn kín không còn, tổn giảm kiên cố. Này những người bậc thông hiểu thanh tịnh, cứ thế về sau, ở trong pháp ta, tuy cạo đi tóc râu, mặc lên áo cà sa, hủy phá giới cấm, hành xử không như pháp là tỳ kheo giả. Phật Thích Ca Mâu Ni gọi xã hội nhân loại lúc này là ngũ nghịch trọc thế, ma đạo hưng thịnh. Lúc này ma quỷ chuyển thế xuất gia đến chùa miếu tu hành, phá hoại pháp của Ngài. Lúc ấy sẽ bại hoại đến mức độ nào? Chính là hòa thượng uống rượu, ăn thịt, sát sinh, tham vị, không có từ tâm, hơn nữa còn ghen tức đố kỵ lẫn nhau. Nhưng mà trong thâm tâm mỗi con người đều tồn tại đức tin nơi thần Phật. Mặc dù ở trong mê, nhưng con người vẫn luôn khắc khoải với những câu hỏi rằng họ là ai, họ sinh ra từ đâu và sẽ đi về đâu. Sâu thẳm bên trong họ là trái tim hướng thiện, là mong hướng về sự từ bi và thoát tục, về sự hối lỗi, khát vọng khai sáng và sự giác ngộ. Giữa thế gian loạn tượng, con người cần được soi sáng dẫn đường. Nhưng còn đó một câu hỏi lớn là làm sao để con người tìm được chính pháp. Trong Kinh Phật có ghi lại, Long Hoa Tam Hội Nguyện Tương Phùng, sau 50 ức năm, Phật Di Lặc hạ thế, giảng pháp tam biến, độ hết tất cả chúng sinh hữu duyên. Quyển 8 Kinh Huệ Lâm Âm Nghĩa có nhắc tới sự đản sinh của một Đức Phật Như Lai hay một Đức Chuyển Luân Thánh Vương.
và sự đản sinh của Ngài sẽ đi cùng dấu hiệu nơi thế gian là những bông hoa U Đàm Bà La, một loài thiên hoa nhỏ li ti trắng muốt, thân hoa mỏng như sợi tóc, trong suốt, sắc trắng như tuyết, xung quanh tỏa ra vân sáng nhàn nhạt, có khả năng mọc trên bất kỳ chất liệu nào mà những loài hoa thông thường không thể mọc được, như đồng, sắt thép, thủy tinh, keo dán, trái cây, thực vật, và những bông hoa này cũng được lưu giữ đến hàng năm mà không phai tàn. Hoa U Đàm đã khai nở mấy chục năm nay, nghĩa là điềm lành linh dị đã tới và chuyển luân Pháp Vương đang truyền Pháp độ nhân. Những người cầu Pháp xin đừng nào núng, hãy cố gắng lưu giữ lòng lành mà đối đãi với nhau, hãy giữ tâm thiện mà coi nhẹ hư danh hình thức, một lòng thành tâm cầu đạo sẽ sớm đắc được chân Pháp. Những ai dùng tâm thiện để đối đãi với những người khác sẽ có cơ hội gặp Đức Chuyển Luân Thánh Vương, bất kể người đó thuộc tôn giáo nào, Phật giáo, Cơ Đốc giáo, Khổng giáo hay một tín ngưỡng nào khác.